Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện về tịnh thất bồng lai. Hiện tại thì cộng đồng mạng đang có những cái dấu hỏi lớn, vì sao ông Lê Tùng Vân không bị tạm giam. Thì hôm nay trong video này Phương Văn xin phép chia sẻ về vấn đề này. Vấn đề thứ hai nữa là Diễm My, con của anh Thắng và chị Mai, có tìm được chưa? Như thông tin trên mạng đã loan tin là Diễm My được tìm thấy ở trong tịnh thất bồng lai ở dưới hầm. Như vậy sự thật câu chuyện này có đúng như vậy hay không? Thì xin mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi. Vì sao ông Lê Tùng Vân không bị bắt tạm giam? Như vậy, theo quy định của pháp luật thì biện pháp tạm giam sẽ áp dụng đối với các bị can bị khởi tố trong khung hình phạt có tội danh từ 7 năm tù đến 15 năm, là tội rất là nghiêm trọng và tội có khung hình từ 15 năm trở lên đặc biệt là nghiêm trọng hơn. Theo luật sư Đặng Văn Cường phân tích, Bộ Luật Hình sự cũng đã quy định tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà Bộ Luật Hình sự quy định khung hình từ 2 năm, có khi là căn cứ xác định người này không có nơi cư trú rõ ràng, bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra, v.v. Trường hợp công an cảnh sát điều tra khởi tố theo khoản 2 điều 331 với khung hình phạt có thể lên đến 7 năm đối với ông Lê Tùng Vân, nhưng ông này được xác định là người già yếu trên 75 tuổi và không thuộc một trong các trường hợp bắt buộc áp dụng biện pháp tạm giam theo Điều 119 Bộ Luật Hình sự, thì cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này. Vẫn theo luật sư chia sẻ, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bị can ông Lê Tùng Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là tội xâm phạm tình dục, hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, v.v. với các tình tiết ở những khung này thì có tính chất là loạn luân, thì rất có thể là cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông này, trừ trường hợp có căn cứ cho thấy ông ta thuộc trường hợp là người già yếu, người bệnh nặng mà có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng. Và luật sư cũng chia sẻ thêm, trong trường hợp những người trong tịnh thất bồng lai của ông Lê Tùng Vân biết rõ mối quan hệ huyết thống về cùng dòng máu, về trực thể là anh chị em ruột của nhau nhưng vẫn có hành vi về quan hệ tình dục với nhau, đây là hành vi loạn luân. Kính thưa quý vị khán giả, sau khi mà Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương đã bị bắt thì chúng ta thấy là cộng đồng mạng xôn xao từ trong và ngoài nước quan tâm tới vấn đề này. Và những người trước đây nhà hảo tâm cũng như là Mạnh Thường Quân, luật sư xem như là những người đang bị hại. Vì những người trong tỉnh thất bồng lai, họ lợi dụng cá nhân trục lợi đưa những đứa trẻ ra để lừa dối cộng đồng mạng trong và ngoài nước trong suốt thời gian qua. Và quý vị khán giả thấy là trước đây khi mà nhiều người lên tiếng thì đâu đó những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân họ phản đối kịch liệt, và đồng thời những người mà YouTuber phản động như là cô Nấm Mốc thì quý vị khán giả thấy là có những lời lẽ hầu như là đối nghịch. Thì cơ quan cảnh sát điều tra họ đã tìm hiểu thông tin và điều tra tới ngày hôm nay, thì sự ngỡ ngàng của tất cả quý vị khán giả là tỉnh thất bồng lai, những chàng trai này đã bị bắt tạm giam. Và hiện tại thì có những thông tin đồn về Diễm My mà mấy năm qua thì gia đình của anh Thắng và chị Mai cũng không tìm ra Diễm My, và hiện tại thì Diễm My ở nơi nào? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi thực hư thông tin tìm thấy Diễm My trong mật thất của tỉnh thất bồng lai. Thông tin tìm thấy như vậy thì thực sự là vào ngày 6 tháng 1 là chưa đúng. Đến nay thì gia đình cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thông tin về cô gái 23 tuổi này. Cụ thể là nguồn tin riêng của báo Dân Chí chia sẻ là cộng đồng mạng xôn xao đã tìm thấy Diễm My rồi, trong căn hầm bí mật của tỉnh thất bồng lai là chưa đúng sự thật. Và có nhiều YouTuber cũng đang đưa tin về tìm dưới tỉnh thất bồng lai trong căn hầm bí mật có hai cô gái, trong đó là có Diễm My. Thì việc đồn thổi này hiện tại cơ quan chức năng cũng như là báo chí xác định là chưa đúng sự thật.
đồn thổi thông tin không chính xác ít nhiều đã gây ảnh hưởng tới quá trình điều tra của cơ quan chức năng về những sai phạm xảy ra ở tỉnh thất Bồng Lai. Tôi khẳng định thông tin tìm thấy Diễm My trong tỉnh thất Bồng Lai là chưa đúng, sự việc đang điều tra. Đó là bên báo chí chia sẻ về vấn đề này. Đại diện của gia đình Diễm My đến nay vẫn chưa có thông tin về cô gái sinh năm 1999 này. Gia đình thường xuyên chia nhau đi tìm con, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để mong sớm điều tra ra vấn đề và đồng thời cũng mong tìm ra con gái ruột của mình. Vừa qua trong buổi live stream cùng với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thì gia đình của Diễm My đã nhận được một cú điện thoại thông báo đã tìm thấy Diễm My trong tỉnh thất Bồng Lai. Ban đầu thì gia đình tưởng đây là thông báo của cơ quan chức năng nên rất là vui mừng. Tuy vậy, khi xác minh lại, đây là thông tin sai sự thật. Theo ông Võ Văn Thắng là cha ruột của Diễm My, cô gái 23 tuổi này sinh sống cùng gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì con bé rất là ngoan hiền, thông minh nên vợ chồng ông Thắng đặt nhiều kỳ vọng cho con. Là con cả trong gia đình, Diễm My từ nhỏ thay mặt cha mẹ lo toan việc nhà, tỏ ra là một người hiểu chuyện và đang sinh viên ở trường Đại học thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, năm 2019 thì Diễm My quen biết với một người ở tỉnh thất Bồng Lai thì tính tình bắt đầu thay đổi dần. Tới thời điểm này, không biết Diễm My có nghe lời dụ dỗ của ai hay không mà nhất quyết là đòi đi nước ngoài du học. Tại cái thời điểm đó thì gia đình cũng chiều con gái. Khi mà không thể khuyên nhủ con gái rồi, khi trong tình hình này thì gia đình của ông Thắng không thể khuyên nhủ con gái được, cho nên ông Thắng tiến hành bảo lưu kết quả học tập tại trường đại học ở trong nước và lo thủ tục cho Diễm My đi du học. Cũng gần sát cái ngày thi thì, xin lỗi, cũng gần sát cái ngày bay thì Diễm My bất ngờ là bỏ trốn với vị khán giả, chặn mọi liên lạc với gia đình đến ở tỉnh thất Bồng Lai. Sự việc khiến gia đình ông Thắng là bấn loạn trong thời điểm đó. Vợ ông đều ngất xỉu lên, xỉu xuống vì thương con và quá đau lòng. Gần tới ngày đi du học rồi, thủ tục và mọi thứ đã ổn hết rồi mà Diễm My lại là bỏ trốn đi xuống tỉnh thất Bồng Lai. Thì quý vị khán giả cứ nghĩ đi, nếu là con ruột của mình thì liệu mình làm ngơ hay là cho đi tu? Trong cái thời điểm năm 2019 thì gia đình của ông Thắng rất là lao đao, tại vì đi tìm kiếm con nhiều lần đến tỉnh thất Bồng Lai mà dối là không có ở đó. Và có những lúc Diễm My lại xuất hiện ở đó là nói like trên live stream của Hoàng Nguyên Nhất Nguyên, là nói gia đình của mình là không tốt, vân vân, là muốn là rời khỏi Diễm My. Và đồng thời ông Lê Tùng Vân cũng lên mạng gào thét là cứ giải cứu Diễm My, giải cứu Diễm My, con Diễm My nó chết rồi, giải cứu Diễm My. Đó là thời điểm đó rất là hiện tượng mạng luôn quý vị khán giả. Và cho tới ngày hôm nay, 2 năm trôi qua, ông Thắng bà Mai vẫn chưa tìm được con. Hiện tại thì không biết tình hình sức khỏe cũng như là Diễm My ở nơi nào. Vào thời điểm tháng 10 năm 2019, khi biết chắc con gái đang ở tỉnh thất Bồng Lai thì ông Thắng gọi điện cho ông Lê Tùng Vân, nhưng ông này chỉ cho gặp Diễm My, không cho đưa về. Quý vị khán giả thấy là giữ con gái người ta ở lại đó, nói là tự nguyện, nhưng mà tại thời điểm đó Diễm My là cho gặp mà không có chịu về, quý vị khán giả. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, ông Thắng đến gặp Diễm My để khuyên nhủ con gái qua về nhưng không được. Do là nhớ con, thì khoảng lúc 15 giờ 20 phút ngày 24 tháng 10 năm 2019, ông Thắng cùng nhiều người đến tỉnh thất Bồng Lai để giải cứu con gái về nhưng mà bất thành. Hơn 2 năm qua, dù gia đình nhờ chính quyền địa phương, cộng đồng mạng giải cứu Diễm My nhưng đến nay vẫn là bật vô âm tính, quý vị khán giả. Hiện tại thì gia đình rất lo lắng an nguy cho con gái của mình khi cộng đồng mạng xôn xao thông tin Diễm My đã sinh ra con. Quý vị khán giả thấy là thông tin này thực sự là cộng đồng mạng đồn thổi nhưng mà chưa có thông tin xác thực. Như vậy thì chúng ta thấy là cũng có khả năng chứ không phải là không. Vừa rồi thì công an huyện Đức Hòa đã khởi tố bị can ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cá nhân. Và những người bị can này
cùng ngụ ở tại tỉnh Thất Bồng Lai, tức là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Công an tỉnh Đức Hòa cũng ra quyết định bắt tạm giam ba bị can Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương. Riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ ba chàng thanh niên ở trong tỉnh Thất bằng Bồng Lai đã bị bắt tạm giam. Thì chúng ta thấy là hiện tại thì cộng đồng mạng đang đồn thổi và có những thông tin là đã tìm thấy Diễm My ở dưới trong căn hầm bí mật của tỉnh Thất Bồng Lai, trong đó có hai cô gái. Và đồng thời gia đình của Diễm My, ông Thắng bà Mai cũng đã chia sẻ trong livestream với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là có những cái thông tin đồn là Diễm My đã sinh con. Như vậy thì đây là tin đồn, còn hiện tại báo chí, cơ quan chức năng chưa có thông tin chính xác về vấn đề này. Và hiện tại thì báo chí cũng đưa tin đây là thông tin sai sự thật. Tuy nhiên bên cạnh đó thì rất là nhiều người cũng đồn đoán, mặc dù là thông tin báo chí không có chia sẻ thông tin là xác thực, nhưng mà cộng đồng mạng đang đồn đoán là Diễm My sinh con, đã sinh em bé là có thật, và đồng thời đã nhốt ở dưới trong căn hầm bí mật của tỉnh Thất Bồng Lai. Thì chúng ta chờ đợi thêm 1-2 ngày nữa xem cảnh sát điều tra cũng như là công an, báo chí có những cái thông tin mà khi xác minh rõ ràng thì báo chí mới đưa tin. Còn bây giờ thì nghe thông tin đó và cộng đồng mạng thì cũng đang nghi ngờ vấn đề khi mà đồn thổi đó là cũng có khả năng xảy ra. Tại vì hiện tại thì ba cái chàng thanh niên Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên là Trùng Dương đã bị bắt, thì quý vị khán giả thấy không phải là không có tội đó. Thì những cái tội này là ở tỉnh Thất Bồng Lai, quý vị khán giả thấy là vừa rồi thì báo chí cũng chia sẻ thông tin là có hai người con gái ruột của ông cụ Lê Tùng Vân, nhưng mà hai người con gái đó thì khả năng những đứa cháu đó có quan hệ huyết thống sau khi xét nghiệm ADN. Thì quý vị khán giả thấy là có tính chất loạn luân với con gái ruột của mình, thì thử hỏi Diễm My là người dân nước lã thì làm sao ba chàng trai trong đó với cụ Lê Tùng Vân mà tha cho mấy đứa này? Không tha đâu đó. Thì như là con trai ruột của mình là trước đây là ông Thiện đó quý vị khán giả, là Lê Thanh Minh Thiện đó quý vị khán giả, là con ruột của Lê Tùng Vân, thì ổng cũng lên ổng chia sẻ trong livestream của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, ổng là sản phẩm lỗi của ông Lê Tùng Vân với em ruột của mình sinh ra Lê Thanh Minh Thiện. Thì trong cái thời điểm đó thì mọi người bảo là tại sao con ruột mà lên và nói cha như vậy. Nhưng mà suốt trong thời gian dài 30 mấy năm trước là ông Lê Tùng Vân đã có những cái hành vi loạn luân như vậy rồi. Chính Lê Thanh Minh Thiện thì cái người này cũng không có giấy khai sinh, trong giấy khai sinh cũng không có cha, và trong suốt thời gian dài cũng không có giấy khai sinh, mãi sau này mới được cái giấy khai sinh là đứng tên mẹ đó quý vị khán giả. Và đồng thời họ cũng nói là con nuôi, con sinh, con lượm ở đâu, nhưng mà thực sự thì cái anh Thiện anh nói là con ruột. Và sau khi doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đề nghị là đi xét nghiệm 10 người trong tỉnh Thất Bồng Lai đó theo danh sách, thì cái ông là Lê Tùng Vân ông từ chối thẳng thừng, ổng nói người ta không có nhu cầu để xét nghiệm. Cho đến ngày hôm nay thì bây giờ công an đã bắt ba người này, thì quý vị khán giả thấy không, rất là rõ ràng đó. Thì cộng đồng mạng nói là cũng không sai, còn hiện tại thì cho tới ngày hôm nay quý vị khán giả thấy là Diễm My không biết là nơi nào và sự thật là có ở dưới tầng hầm bí mật của tỉnh Thất Bồng Lai hay không, thì chúng ta phải chờ đợi. Quý vị khán giả thấy là trong cái thời điểm mà xảy ra cái chuyện lùm xùm mấy chục người đi đến tỉnh Thất Bồng Lai đó, thì cuối cùng là cũng có những xô xát với nhau, và những người trong cuộc là một cái chị hàng xóm của anh Thắng đó, thì cũng qua lại với nóng vội quá quý vị khán giả, thì cũng có choảng nhau, cho nên là cuối cùng là bị cũng khởi tố, tòa án cũng quyết định là 2 năm tù giam đó quý vị khán giả. Nhưng mà sau đó cũng bồi thường Hoàng Nguyên là bồi thường là 3 tỷ 3 đồng quý vị khán giả. Số 3 tỷ 3 đồng nói là nào là thẩm mỹ, mặt bị cái chị đó là chị chọi cái ghế chúng đó. Rồi nào là thẩm mỹ, nào là ảnh hưởng tới quá trình viết nhạc, nào là ảnh hưởng tới gương mặt đại diện cho livestream vân vân đó. Nhưng mà cuối cùng cái số tiền mà 3 tỷ 3 đồng thì tòa án không chấp nhận. Nhưng mà cái số tiền bồi thường đi khâu lại là bao nhiêu tiền, thì cái số tiền đó là bồi thường khoảng 9 triệu đồng. Nhưng mà cái số mà cộng đồng mạng cũng nói là đáng lẽ ra cái việc đó xảy ra
thì cũng không 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 có cái gì mà, tại vì con người ta nóng lòng, nhưng mà theo pháp luật căn cứ thì phải đúng người đúng tội. Và cuối cùng thì cái chị mà xin lỗi, chắc có lẽ là cũng không có nên nói tên ở đây, và chúng ta thấy là chị đó cũng bị vì sốt ruột con gái của anh Thắng cho nên bị tòa án kết tội là 2 năm tù giam, 2 năm tù treo thôi quý vị khán giả, và trong 4 năm để theo dõi. Thật sự cái điều này thì chúng ta thấy rõ ràng, đến hôm nay thì Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương, những người con trai lực lưỡng ở nơi đây thì đã bị bắt. Những người trong tỉnh Thất Bồng Lai, giống như là mẹ của năm chú tiểu đó quý vị khán giả, không có người đàn ông khác, nhưng mà ở trong đó là cứ đẻ đều đều, đẻ rồi là nói là con, là sinh con lượm, là con trẻ mồ côi vân vân. Nhưng mà thật sự có phải đâu, họ là bây giờ như vậy là đã trắng trợn rồi, là có mang tính chất loạn luân. Thì Diễm My vào tay những người này thì trước sau gì cũng sinh con. Và hiện tại thì ông Thắng bà Mai cũng chia sẻ thông tin là dân cư mạng đã đồn là Diễm My đã sinh em bé rồi đó, nhưng mà thật sự bây giờ chỉ tin đồn thôi, và cũng chưa có những cái manh mối mà đi tìm ra, cho nên từ công an, báo chí cũng như là những người trong cuộc thì khẳng định là những cái tin đồn ở trên mạng đó hiện tại thì chưa xác minh được. Thôi thì Phương Văn xin chia sẻ những thông tin này đến cho quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục đăng ký để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.